Sáng nay, ngày 24 tháng 10, Đại tá Nguyễn Văn Hiếu, trưởng công an huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Tô Phước Luân, 25 tuổi, ngụ thị trấn Ốc Eo, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang về tội cố ý gây thương tích. Trước đó, sau khi đã uống rượu, Thành đến gặp Luân đang ngồi uống bia cùng nhóm bạn để trả tiền góp 50.000 đồng. Nhưng Luân không chấp nhận và cho rằng Thành còn thiếu 2 ngày, phải trả 100.000 đồng. Sau đó, hai bên xảy ra cãi nhau rồi Luân đánh vào mặt Thành. Thành bỏ ra về. Khoảng 10 phút sau, Thành chở vợ đến nhà Luân. Thấy vợ chồng Thành đến cầm theo sợi dây thắt lưng nên Luân vào nhà cầm theo dao Thái Lan rồi ra gặp Thành. Luân liền xô Thành ngã về sau và dùng dao đâm trúng ngực trái của Thành. Sau đó, y rút dao ra quăng rồi bỏ trốn do vết thương quá nặng thành gục xuống đất sau đó được đưa đi cấp cứu kết quả anh thành bị máu tràn màng phổi ngay sau đó công an huyện thoại sơn đã tiến hành bắt khẩn cấp luôn để điều tra làm rõ